Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu yếm quần cho bé như thế này. Ở phần thân dưới của yếm mình có móc họa tiết hạt bắp nổi lên. Đây, họa tiết hạt bắp lồi lên như thế này. Bên trên thân yếm thì có làm hai sợi dây và hai sợi dây này mình cũng móc họa tiết hạt bắp xen kẽ với nhau và cài thẳng hàng ra phía sau. Đây, cài thẳng hàng ra phía sau và mình có may hạt nút để cài điều chỉnh cho cái phần dây của mình. Ở phần lưng thì có một sợi dây để cài điều chỉnh. Ở phần thân dưới của yếm mình có viền lại các cái mũi ngoặc xen kẽ với nhau. Đồng thời có thêm hai hạt nút ở phần đũng để cài cho cái phần đũng nè. Đây. Mẫu yếm như thế này. Thì dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Kim móc mình sử dụng kim móc 4.0mm. Hoặc nếu không có mẫu kim này, các bạn cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có đầu kim to gấp đôi sợi len như thế này nha. Đây. Ngoài ra còn có kéo cắt len, một ít kim đánh dấu, hai hạt nút dùng để cài cái phần đũng quần và hai hạt nút hình trái dâu để cài phần dây quai nè. Ở đây các bạn sử dụng size to cho mình để mình cài vào các cái khoảng trống nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây móc lên cho mình một dây móc xích rộng hơn phần hông của bé tầm 1 cho đến 2 cm nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ở đây mình móc lên 90 mũi móc, tiếp tục lên 3 mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc thứ 90 một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng của đầu dây bên này. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì ở cái sợi len thừa cuối cùng của sợi dây các bạn móc cũng giấu cho mình vào các cái mũi móc cuối cùng này để khi cắt len không phải giấu len nhiều nha. Bây giờ ta sẽ tiến hành nối hai đầu dây lại. Móc cho mình vào cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên mà ta gây nên á. Đây, chân móc của mũi kép đơn đầu tiên này, móc vào đây cho mình một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên hai mũi móc xích. Thì như vậy là mình đã được một cái vòng tròn và vòng tròn này nó sẽ rộng hơn phần hông của bé tầm 1 cho đến 2 cm nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thắt lưng. Thông thường thì mình sẽ móc cái hàng móc tiếp theo vào các chân móc của mũi kép đơn ở phía trên. Nhưng ở đây mình sẽ móc các cái mũi ngoặc xen kẽ để tạo các cái đường G ở phần thắt lưng cho phần thắt lưng của mình nó được nổi hơn. Thay vì mũi móc đầu tiên ta móc vào chân móc của cái mũi kép đơn phía trên thì các bạn sẽ không móc cho mình vào chân móc mà móc cho mình vào cái thân chân móc á. Tức là ta sẽ đâm kim vào chính giữa của cái sợi dây móc xích này và cái mũi kép đơn bên hông nè. Khi thân chân móc đã nằm trên kim thì móc vào đây một mũi kép đơn. Ta được một mũi ngoặt ngoài nè, cái mũi này nó sẽ lồi lên như thế này. Tiếp tục xen kẽ mình sẽ móc vào chân móc của mũi kép đơn kế bên này. Đây, móc vào đây một mũi kép đơn. Đây, ta được xen kẽ một mũi ngoặt ngoài và một mũi kép đơn. Thì tiếp tục sẽ móc cho mình một mũi ngoặt ngoài vào cái thân chân móc này. Ta cũng đưa thân chân móc lên kim và móc vào đây một mũi kép đơn. Tiếp đến chân kế bên sẽ là một mũi ngoặt ngoài nha, tương tự như cái phần xen kẽ này nè. Thì sẽ móc tiếp vào cái chân móc của cái mũi kế bên này. Móc vào đây một mũi kép đơn. Như vậy là ta được xen kẽ nè, một mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc xen kẽ với một mũi kép đơn vào chân móc. Thì tiếp tục chân kế bên sẽ là một mũi ngoặt ngoài vào cái thân chân móc kế bên này. Cũng đưa cái thân chân móc này lên trên kim, sau đó móc vào đây một mũi kép đơn để được một mũi ngoặt ngoài nè. Thì mình vừa tạo được các cái đường G
cho cái phần thắt lưng mình nó nổi lên nè. Tiếp tục chân kế tiếp sẽ là một mũi kép đơn vào cái chân móc của mũi kép đơn phía dưới. Chân kế tiếp sẽ là một mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc kế tiếp. Đây, vào đây một mũi ngoặt ngoài. Ở các chân móc tiếp theo các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như các chân móc mà ta vừa móc. Móc cho đến cuối vòng. Cũng xen kẽ một mũi kép đơn vào chân móc. Và một mũi ngoặt ngoài được móc vào thân chân móc kế tiếp. Tiếp tục một mũi kép đơn vào chân móc. Một mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc. Và làm tương tự. Sau khi móc đến cuối hàng thì phần thắt lưng của mình nó đã có cái độ gờ nè. Và có độ dài hai hàng móc. Tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Thì để cho cái phần thắt lưng này nó được nổi lên với các cái đường gờ này thì mình sẽ tiếp tục thêm một hàng móc nữa để cái phần này nó được dài hơn nha. Thì bây giờ hàng móc tiếp theo mình cũng móc xen kẽ tương tự như hàng móc phía trên. Chân đầu tiên của hàng phía trên ta móc mũi ngoặt ngoài thì chân đầu tiên của hàng phía dưới các bạn cũng móc cho mình một mũi ngoặt ngoài và cũng móc vào cái thân chân móc ngoặt ngoài phía trên này nè. Cũng đưa cái thân chân móc của cái mũi ngoặt ngoài này lên phía trên kim. Khi thân chân móc đã nằm trên kim thì tiếp tục móc vào đây một mũi kép đơn để ta tạo được cái mũi ngoặt ngoài ở đây. Như vậy là cái phần gờ của mình nó đã có cái độ dài lên nè. Chân móc kế tiếp ta sẽ móc một mũi kép đơn vào chân móc tương tự như cái hàng phía trên này. Móc vào chân móc một mũi kép đơn. Chân kế bên sẽ là một mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc ở phía trên. Cũng đưa thân chân móc lên trên kim và móc vào đây một mũi kép đơn. Đây, ta được thêm một đường gờ kéo dài. Chân kế tiếp sẽ móc vào cái chân móc này. Đây, móc vào chân móc này một mũi kép đơn. Thì hàng móc thứ ba mình cũng móc được xen kẽ một mũi ngoặt ngoài xen kẽ một mũi kép đơn nè. Và cái size này mình sẽ dừng lại ở cái hàng móc thứ ba này để tạo cái phần thắt lưng nha. Các bạn tiếp tục móc cho mình xen kẽ vào các chân móc tiếp theo. Một mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc. Và một mũi kép đơn vào chân móc. Đây, vào chân móc kế bên này một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì phần thắt lưng mình đã có độ dày 3 hàng móc như thế này. Tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ tiếp tục viền lại để móc cái phần thân phía dưới. Móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng, tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Đây, thì ta đã hoàn thành được cái phần thắt lưng. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc họa tiết hạt bắp cho cái hàng móc tiếp theo. Ở cái dây móc xích đầu tiên mình móc lên 90 mũi móc. Bây giờ mình sẽ móc 9 mũi hạt bắp cho 90 mũi móc này. Thì các bạn sẽ tiến hành chia cho mình 90 mũi móc này chia cho 9, ta sẽ được 10 mũi. Thì cái chân móc thứ 10 của mỗi cụm các bạn sẽ móc cho mình một hạt bắp vào chân móc thứ 10. Tức là 10 chân móc liên tiếp với nhau. 9 chân móc ta sẽ móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nha. 9 chân móc này, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. 1 2 3 4 5 6
7 8 9. Sau khi móc được 9 mũi kép đơn liên tiếp với nhau thì ở chân móc thứ 10 các bạn sẽ tạo cho mình một hạt bắp ở đây. Thì cái hạt bắp này mình cũng làm tương tự như cái mẫu váy hạt bắp mà mình có hướng dẫn ở clip trước. Cũng lấy len và đâm kim lần thứ nhất vào chân móc thứ 10. Kéo len qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục lấy len và đâm kim lần thứ hai vào chân móc. Kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim. Lấy len và đâm kim lần thứ ba vào chân móc. Kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim. Lấy len và đâm kim lần thứ tư vào chân móc. Kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim. Lấy len và đâm kim lần thứ năm và là lần cuối cùng vào chân móc. Kéo qua hai chân móc trên kim. Khi trên kim được 6 chân móc thì tiến hành kéo len qua hết chân móc trên kim. Các bạn sẽ kéo len qua hết chân móc trên kim như thế này. Thì ta tạo được một hạt bắp nè. Đây, cái hạt bắp của mình nó nổi lên như thế này. Các bạn sẽ dùng tay ấn cho mình từ trong ra ngoài để hạt bắp mình nó nổi hơn nha. Ta được một cụm vào 10 chân móc liên tiếp với nhau. Thì tiếp tục 9 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tương tự như cái cụm đầu tiên mà mình móc á. Khi được 9 mũi kép đơn liên tiếp thì chân móc thứ 10 sẽ tạo một hạt bắp ở đây. Tương tự như hạt bắp mà ta vừa tạo. Lấy len và đâm kim lần lượt vào cái chân móc này 5 lần. Kéo qua hai chân móc trên kim. Lấy len và đâm kim lần thứ hai. Kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim. Lấy len và đâm kim lần 3. Kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim. Lấy len và đâm kim lần thứ tư. Kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim. Lấy len và đâm kim lần thứ năm và là lần cuối cùng. Kéo qua hai chân móc trên kim. Khi trên kim được 6 chân móc liên tiếp với nhau thì các bạn kéo len qua hết chân móc trên kim. Ta được hạt bắp thứ hai cho cái cụm chân móc thứ hai này. Khoảng cách giữa hai hạt bắp của mỗi cụm nó sẽ cách nhau là 9 mũi kép đơn vào 9 chân móc nè. Thì các bạn sẽ làm tương tự cái cụm này cho mình cho đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì chân móc cuối cùng mình cũng tạo ra được một hạt bắp ở chân móc cuối cùng này nè. Đây, tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Đối với nhiều trường hợp, xích đầu tiên không phải là 90 mũi móc mà là ít hơn hoặc nhiều hơn 90 mũi móc này thì ở ba hạt bắp cuối cùng các bạn sẽ chia cho mình khoảng cách giữa ba hạt bắp cuối cùng này so với tổng số mũi móc mà ta còn dư á. Chia đều ra để mình chia cái khoảng cách của hạt bắp này cho ba hạt bắp này nó đều nhau và tổng số hạt bắp của mình nó sẽ đều nhau hơn nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc hàng móc tiếp theo. Thì hàng móc tiếp theo này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và ta tiến hành không thêm hạt bắp ở cái hàng móc thứ hai này nha. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Hàng móc này ta sẽ không thêm hạt bắp nha. Các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình một hàng hạt bắp và một hàng không hạt bắp ở cái phần thân này. Khi móc các mũi kép đơn cho đến cái mũi hạt bắp này thì các bạn lưu ý cho mình đây sẽ là cái chân móc của mũi hạt bắp nha. Móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Và đây sẽ là chân móc kế bên nè, cũng móc vào đây một mũi kép đơn. Ta được một hàng mũi móc không thêm hạt bắp, đều nhau mỗi chân móc là một mũi kép đơn.
thì các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại, móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên 2 mũi móc xích. Để cho số hạt bắp của các cái hàng móc ở cái phần thân này nó được dày hơn thì hàng móc thứ 3 này mình sẽ móc hạt bắp cho cái hàng móc thứ 3 này. Và để khoảng cách giữa hạt bắp của hàng móc thứ nhất và hạt bắp giữa hàng móc thứ 3 nó xen kẽ với nhau, các bạn sẽ tiến hành chia đều cho mình và móc hạt bắp nằm chính giữa của hai hạt bắp phía trên này nè. Tức là ta sẽ móc 4 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn móc cho mình 4 chân móc đầu tiên nha. Hai, ba và 4. Khi được 4 mũi kép đơn liên tiếp với nhau thì chân móc thứ 5 ta sẽ móc vào đây một mũi hạt bắp tương tự như cái hạt bắp mà mình móc ở phía trên. Cũng đâm kim lần lượt 5 lần vào cái chân móc thứ 5 này. Đâm kim lần thứ 2. Đâm kim lần thứ 3. Đâm kim lần thứ 4. Và đâm kim lần cuối cùng. Khi trên kim đã được 6 mũi móc như thế này thì tiến hành kéo len qua hết chân móc trên kim. Như vậy là hạt bắp của mình nó đã nằm ở chính giữa của hai hạt bắp ở phía trên nè. Thì tiếp tục khoảng trống giữa hạt bắp này và hạt bắp tiếp theo sẽ là 9 mũi móc tương tự như các hạt bắp ở phía trên này. Cũng móc 9 chân móc liên tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi được 9 mũi kép đơn liên tiếp thì chân móc thứ 10 sẽ móc vào đây một mũi hạt bắp. Cũng lấy len và đâm kim 5 lần vào cái chân móc thứ 10 này. Lần thứ 2. Lần thứ 3. Lần thứ 4. Và lần cuối cùng. Sau đó kéo len qua 6 chân móc trên kim. Tiếp tục móc vào 9 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì như vậy là hạt bắp thứ 2 nó cũng nằm ở chính giữa của hai hạt bắp phía trên nè. Đây, và các hạt bắp của mình nó sẽ có khoảng cách đều nhau. Đây, đều nhau như thế này. Thì tương tự cho các chân móc tiếp theo, các bạn cũng móc cho mình các cái cụm chân móc gồm 9 mũi kép đơn và một mũi hạt bắp nha, vào chân móc thứ 10 cho mũi hạt bắp. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì ở các cái chân móc cuối cùng này mình sẽ chừa ra được 5 mũi móc. Và 5 mũi móc này cộng với 4 mũi móc đầu tiên, ta sẽ có cái khoảng cách giữa hai hạt bắp cuối cùng này đều nhau với các cái hạt bắp ở phía trên nè. Tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của cái vòng móc này một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên 2 mũi móc xích. Thì như vậy là ở phần thân của bỉm mình đã thêm được 3 hàng móc. Và có các cái hạt bắp đều nhau xen kẽ với nhau như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc các hàng móc tiếp theo. Thì ở hàng móc tiếp theo các bạn sẽ móc xen kẽ tương tự như 3 hàng móc ở phía trên cho mình. Và cũng móc tiếp cái hàng móc thứ 4 là hàng móc kép đơn và ta không thêm hạt bắp. Hàng móc thứ 5 các bạn sẽ chia cho mình khoảng cách giữa các hạt bắp tương tự như hàng móc thứ nhất. Và cái hàng bắp tiếp theo các bạn sẽ làm tương tự như hàng bắp thứ 3 nha. Cứ móc xen kẽ hàng bắp thứ nhất và hàng bắp thứ 3 và xen kẽ giữa hai hàng hạt bắp đó là một hàng không thêm hạt bắp. Các bạn cứ thêm cho mình tương tự như vậy, xen kẽ tương tự một hàng hạt bắp và một hàng không hạt bắp.
Các bạn sẽ thêm cho mình nhiều hàng xen kẽ cho đến khi ta đạt được cái chiều cao từ cái phần thắt lưng cho đến hàng móc cuối cùng sẽ ngang bằng với cái phần đũng của bé nè. Thông thường thì chiều cao này nó sẽ nằm trong khoảng tầm ít hơn hoặc là bằng một gang tay thì các bạn sẽ ngưng. Cũng móc xen kẽ một hàng hạt bắp, xen kẽ là một hàng không hạt bắp và các cái hàng hạt bắp cũng móc xen kẽ hàng móc thứ nhất và hàng móc thứ ba nha. Bây giờ ta sẽ móc cái hàng tiếp theo này không thêm hạt bắp nè. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng, sau đó thêm nhiều hàng móc tương tự. Sau khi đã thêm được nhiều hàng móc và cũng móc xen kẽ một hàng hạt bắp xen kẽ với một hàng không thêm hạt bắp, thì lúc này cái chiều cao từ phần thắt lưng đến cái hàng móc ta thêm cuối cùng đã gần được một gang tay rồi. Ở những cái hạt bắp này nè, các bạn sẽ dùng tay đẩy cho mình từ trong ra ngoài để cái hạt bắp mình nó được lồi lên và nổi hơn. Hàng móc cuối cùng tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Thì như vậy là mình vừa hoàn tất được 1/3 thân yếm. Bây giờ mình sẽ móc cái phần đũng ở phía dưới. Ở cái phần thân phía trên mình có chừa ra một cái lỗ hở đây nè. Thì cái phần hở này các bạn sẽ canh cho mình nằm ở chính giữa của hàng móc. Và cái phần hở đó mình sẽ để ở mặt sau của yếm nha. Các bạn sẽ tiến hành dùng kim đánh dấu cho mình chia ra một đoạn ở mặt trước và mặt sau của đũng quần nè. Và ở mặt sau của đũng thì luôn luôn phải nhiều hơn số mũi móc so với mặt trước. Các bạn sẽ canh cho mình một đoạn để cho mình có thể móc và che được cái phần đũng phía trước. Khoảng cách giữa hai bên hông này nó sẽ có số mũi móc bằng nhau nè. Đây, số mũi móc của bên hông này so với bên hông kia nó sẽ bằng nhau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần đũng ở phía trước. Ta cũng dùng sợi len và kim móc này tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Đây sẽ là thân trước của bỉm nè. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc mà ta đánh dấu đầu tiên ở đây. Đâm kim vào cái chân móc này. Sau đó kéo nút và ta vừa tạo qua chân móc. Giữ nguyên vị trí này và móc lên 2 mũi móc xích. Hàng móc cuối cùng mà ta thêm ở phần thân là hàng móc không có hạt bắp, nên hàng móc tiếp theo này mình sẽ tăng hạt bắp. Và ta sẽ tiến hành giảm 2 mũi ở đầu và 2 mũi ở cuối hàng móc cho các cái phần đũng này. Bây giờ mình sẽ tiến hành giảm 2 mũi ở đầu trước. Thì đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc kế bên này nè. Cái chân móc mà ta móc mũi dời, chân móc kế bên các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc kế bên này một mũi kép đơn. Chân móc thứ ba và chân móc thứ tư các bạn cũng chụm lại cho mình thành một chân. Đây, hai chân móc này. Lấy len và đâm kim vào chân móc đầu tiên. Kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân móc thứ tư. Kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim. Khi trên kim được 3 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Như vậy là 4 mũi móc đầu tiên ta chụm lại được thành 2 mũi ở phía trên nè. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Tiếp tục cho các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân móc kế tiếp của hàng móc này nó sẽ nằm ở chính giữa của hai hạt bắp của cái hàng móc phía trên phần thân á, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một hạt bắp. Cũng lấy len và đâm kim 5 lần vào chân móc. Thứ 3. Đâm kim lần thứ 4. Và đâm kim lần thứ 5. Sau đó kéo len qua hết 6 chân móc trên kim. Ta tạo được hạt bắp tiếp theo cũng nằm ở chính giữa của hai hạt bắp phía trên nè.
Tiếp tục chín chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi được 9 mũi kép đơn liên tiếp thì chân móc thứ 10 sẽ móc vào đây một mũi hạt bắp để nằm ở chính giữa của hai hạt bắp phía trên nha. Cũng lấy len và đâm kim 5 lần vào chân móc. Sau đó kéo len qua hết 6 chân móc trên kim. Ta tạo thêm được hạt bắp thứ hai ở phần đũng và cũng nằm chính giữa của hai hạt bắp phía trên nè. Làm tương tự cho mình tiếp tục một cụm nữa. 9 mũi kép đơn liên tiếp, sau đó chân móc thứ 10 sẽ làm một hạt bắp. Được 9 mũi kép đơn thì chân thứ 10 sẽ làm một hạt bắp vào đây. Cũng tương tự lấy len và đâm kim 5 lần vào chân móc, sau đó kéo len qua hết 6 chân móc trên kim. Ta tạo thêm được hạt bắp thứ 3 ở phần đũng quần phía trước. Thì lúc này ta sẽ còn 5 mũi móc. Các bạn sẽ tiến hành móc cho mình chừa ra 4 mũi móc cuối cùng này, móc vào cái chân móc thứ 5 một mũi kép đơn. Sau đó ta sẽ tiến hành chụm lại 4 mũi thành 2 mũi. Ở hai chân móc liên tiếp với nhau, các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình thành một chân nha. Tức là ta sẽ tiến hành lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc liên tiếp với nhau. Đâm kim vào hai chân móc liên tiếp. Kéo qua hai chân móc trên kim. Lấy len và đâm kim vào chân kế bên, kéo qua hai chân móc trên kim, sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim, thì hai mũi ta sẽ tiến hành chụm lại thành một mũi. Tương tự cho hai chân móc cuối cùng cũng vậy, các bạn cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Ta sẽ lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc cuối cùng này. Sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Thì như vậy là 4 mũi móc ở cuối cùng ta cũng chụm lại được 2 mũi móc, tương tự như cái điểm đầu tiên này, cũng 4 mũi giảm được 2 mũi móc nè. Và các cái mũi hạt bắp này các bạn cũng móc xen kẽ cho mình. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo sẽ là hàng móc không thêm hạt bắp, các bạn cũng tương tự giảm cho mình 2 mũi ở đầu và cuối hàng móc. Và ta sẽ tiến hành không móc hạt bắp ở cái hàng móc này nha. Tương tự như các cái mũi móc đầu tiên của cái hàng móc phía trên thì cũng bỏ qua cho mình cái chân móc đầu tiên nè và móc vào cái chân móc kế bên á. Đây, bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Như vậy là hai mũi móc phía dưới ta chụm lại được thành một chân ở phía trên. Hai chân móc kế tiếp cũng chụm lại thành một chân, cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Ta chụm lại được 4 mũi móc thành 2 mũi ở phía trên nè. Các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chừa cho mình 4 mũi móc ở chân móc cuối cùng nha. Và ở 4 chân móc cuối cùng này cũng tương tự, lấy len và đâm kim lần lượt vào 2 chân móc và chụm lại thành một chân cho mình. Đây, chụm lại 2 chân móc liên tiếp với nhau thành một chân. Kéo len qua ba chân móc trên kim, tiếp tục lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc cuối cùng. Sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Như vậy là hàng móc thứ hai này mình cũng giảm được 4 mũi móc, 2 mũi ở đầu và 2 mũi ở cuối hàng móc nè. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì hai hàng móc ta vừa thêm cái phần đũng quần nó sẽ có cái độ giảm mũi nè, giảm mũi và bo lại.
Thì tiếp tục hàng móc tiếp theo các bạn cũng giảm cho mình hai mũi ở đầu và hai mũi ở cuối hàng móc, và cũng tạo hàng hạt bắp xen kẽ nha. Vì cái hàng phía trên ta không thêm hạt bắp rồi thì hàng tiếp theo các bạn sẽ thêm hạt bắp cho mình. Sau đó thêm cho mình nhiều hàng móc nữa và cũng xen kẽ một hàng hạt bắp, một hàng không hạt bắp. Và mỗi hàng móc thì cũng giảm cho mình hai mũi ở đầu và cuối hàng móc nha. Móc cho đến khi cái phần đũng này nó có một cái độ rộng để che được cái phần đũng của bé thì các bạn ngưng. Và tất cả các cái hàng móc đều giảm cho mình hai mũi ở đầu và cuối hàng móc nha. Đây, cho đến khi cái độ rộng của cái hàng móc cuối cùng nó sẽ che được cái phần đũng của bé thì ngưng. Bây giờ ta sẽ tiến hành móc cái hàng hạt bắp tiếp theo, xen kẽ với cái hàng không có hạt bắp nè. Cũng bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn, để hai mũi ta chụm lại được thành một chân. Hai chân kế tiếp chụm lại thành một chân, cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim và làm tương tự cho các hàng móc tiếp theo. Sau khi đã thêm được nhiều hàng hạt bắp xen kẽ với hàng không thêm hạt bắp và giảm hai mũi ở đầu và hai mũi ở cuối hàng móc, thì lúc này cái hàng móc cuối cùng này nó sẽ có cái độ rộng, và độ rộng này đủ để che được cái phần đũng của bé. Thì tiếp tục lên cho mình hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình thêm hai hàng móc nữa, và hai hàng móc này các bạn sẽ không thêm hạt bắp, cũng không giảm mũi ở đầu và cuối hàng móc nè. Móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và đều nhau cho mình thêm hai hàng móc tương tự như vậy. Ta sẽ không tiến hành giảm mũi nha, và cũng không thêm hạt bắp cho hai hàng móc này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho hàng móc tiếp theo. Như vậy là mình vừa thêm được hai hàng móc không thêm mũi, và hai hàng móc này nó sẽ nằm ở cái phần đũng quần nè. Mặt trước của đũng này nó sẽ nằm trong tầm khoảng nửa gang tay nha. Tiếp tục lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Như vậy là mình vừa hoàn thành được phần đũng ở phía trước. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần đũng ở phía sau. Thì cái phần đũng ở phía sau luôn luôn phải có số mũi móc nhiều hơn số mũi móc của cái phần đũng phía trước nè. Ta sẽ móc tương tự như cái phần đũng ở phía trước, cũng giảm cho mình hai mũi móc ở đầu và hai mũi móc ở cuối cho mỗi hàng móc, và cũng tạo hàng hạt bắp xen kẽ với nhau, xen kẽ một mũi hàng hạt bắp và một mũi không thêm hạt bắp. Móc cho mình cho đến khi ta được cái số mũi móc bằng với số mũi móc ở phần đũng này, và móc thêm một hàng bắp nữa, tức là số hàng móc của cái phần mặt sau nó sẽ nhiều hơn số hàng móc của phần mặt trước một hàng nha. Cũng tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó đâm kim vào cái chân móc mà ta đánh dấu ở bên này nè, của mặt sau á, và móc cho mình tương tự. Kéo nút vừa tạo qua chân móc, móc lên hai mũi móc xích. Ta cũng tiến hành giảm hai mũi ở đầu và hai mũi ở cuối cho mỗi hàng móc, và cái khoảng cách ở hai bên hông này nè, nó sẽ có mũi móc bằng nhau nha, bằng với số mũi móc ở bên đối diện này. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như cái phần mặt trước. Giảm hai mũi ở đầu và cuối hàng móc, sau đó thêm nhiều hàng và xen kẽ cho mình hạt bắp và không hạt bắp. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Móc qua chân móc kế bên một mũi kép đơn. Hai chân kế tiếp sẽ chụm lại thành một chân. Lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim và làm tương tự cho các hàng móc tiếp theo. Thì sau khi đã thêm được số hàng móc đều nhau giống như cái phần thân trước và thêm một hàng móc để số hàng móc của phần thân sau nó nhiều hơn số hàng móc của phần thân trước nè, để ta sử dụng cái phần này cài nút cho cái phần đũng. Số mũi móc nó sẽ bằng nhau nha. Đây. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại toàn bộ cái phần đũng này. Ở các hàng móc cuối cùng của phần thân sau các bạn cũng không cần móc hạt bắp nha. Đây, ta chỉ cần móc đều xuống và không cần thêm hạt bắp nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục viền lại cái phần viền này. Móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Móc vào các chân móc liên tiếp với nhau, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân đầu tiên một mũi móc đơn.
chân kế bên một mũi móc đơn và làm tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì chân móc cuối cùng các bạn móc thêm cho mình hai mũi móc đơn nữa để ta được 3 mũi móc đơn vào cái chân móc cuối cùng này. Móc đơn thứ hai và móc đơn thứ ba. Để mình tạo cái góc vuông ở đây nè. Thì chân móc kế tiếp các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc của cái hàng móc ở phía trên này nè. Đây, ta sẽ thấy cái chân móc của hàng móc phía trên, các bạn sẽ móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân bên cạnh sẽ là chân móc tiếp theo của cái hàng móc phía dưới, cũng móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân kế tiếp cũng móc cho mình hai mũi móc đơn vào chân móc này. Như vậy là mình vừa viền được cái phần đũng quần nè. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Cho đến cái phần thân này các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc này một mũi móc đơn nè. Sau đó tiếp tục móc tiếp các cái chân móc kế tiếp. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tương tự cho cái chân móc của cái mũi dời này cũng móc cho mình một mũi móc đơn vào đây. Sau đó tiếp tục móc vào các cái chân móc của phía trên này. Mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ở hai bên chân móc đầu tiên và cuối cùng của cái phần đũng này, mỗi chân móc ta sẽ móc 3 mũi móc đơn vào mỗi chân móc để tạo các cái góc vuông ở đây nha. Sau đó sẽ làm tương tự cho các cái chân móc còn lại. Phần thân bên này cũng tương tự cho mình giống như phần thân còn lại nha. Móc cho đến chân móc mà ta móc đầu tiên này nè. Chân kế tiếp này móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại. Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục cái chân móc cuối cùng này móc thêm 2 mũi móc đơn nữa vào đây. Sau đó móc vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên này một mũi dời để kết thúc vòng. Móc vào đây một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là ta vừa viền được toàn bộ cái phần đũng quần bằng một hàng móc mũi đơn nè. Hai phần đáy của đũng nó đã chạm nhau như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để viền lại tạo cái độ gờ cho cái phần ống chân này và đũng quần nha. Từ cái chân móc này tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Đối với các cái góc vuông này các bạn cũng tương tự cho mình nha. Móc cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì sau khi móc đến cuối hàng, tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Thì ta vừa thêm được một hàng móc kép đơn cho cái hàng móc viền này. Bây giờ mình sẽ móc xen kẽ mũi ngoặc trong và mũi ngoặc ngoài để tạo cái phần gờ cho cái phần đũng quần nó có điểm nhấn hơn nha. Thì thay vì móc vào chân móc đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình vào thân chân móc đầu tiên để tạo một mũi ngoặc ngoài. Ta sẽ đưa cái thân chân móc này lên trên kim, tương tự như cái phần thắt lưng ở phía trên á. Các bạn sẽ đưa cho mình cái thân chân móc đầu tiên này lên trên kim và móc vào đây một mũi kép đơn nè. Khi thân chân móc đã nằm trên kim thì móc vào đây một mũi kép đơn để ta tạo ra được một mũi ngoặc ngoài đầu tiên cho cái phần viền này. Chân móc kế tiếp, thay vì móc vào chân móc thì các bạn sẽ móc cho mình vào thân chân móc. Nhưng mà lần này các bạn sẽ đưa cái thân chân móc này xuống phía dưới kim. Ta không đưa lên phía trên giống như cái mũi ngoặc ngoài, mà các bạn sẽ đưa kim xuống phía dưới. Sau đó luồn và đưa kim lên phía trên để đẩy cái thân chân móc này xuống dưới kim nè. Đây, và móc vào đây cho mình một mũi kép đơn.
để ta tạo được một mũi ngoặc trong khác với cái mũi ngoặc ngoài nha. Lấy len và đưa cái mũi móc này xuống kim nè. Đưa cái thân chân móc này xuống dưới kim và móc vào đây một mũi kép đơn. Ta tạo được một mũi ngoặc trong. Và cái mũi ngoặc trong này nó sẽ lồi ra ở phía trong nha. Tương tự chân móc kế tiếp sẽ móc cho mình vào thân chân móc này một mũi ngoặc ngoài để mình được xen kẽ mũi ngoặc ngoài và mũi ngoặc trong nè. Móc vào đây một mũi kép đơn. Chân kế tiếp sẽ móc một mũi ngoặc trong vào thân chân móc này, cũng đưa kim xuống phía dưới, luồn kim lên phía trên, sau đó đẩy cái thân chân móc này xuống dưới kim và móc vào đây một mũi kép đơn để ta tạo ra được một mũi ngoặc trong. Thì cái mũi móc này ở phía trong nó sẽ lồi ra tương tự như cái mặt ngoài nè. Các bạn sẽ làm xen kẽ cho mình tương tự cho đến cuối vòng. Cũng xen kẽ một mũi ngoặc ngoài vào thân chân móc ở phía trên. Và một mũi ngoặc trong vào thân chân móc ở phía kế tiếp. Thì sau khi móc được xen kẽ mũi ngoặc trong và mũi ngoặc ngoài để tạo cái phần viền ở đũng quần, tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên một mũi dời để kết thúc vòng. Lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Sau khi giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc thì ở phần mặt trước của đũng quần các bạn sẽ may cho mình hai hạt nút ở hai bên nè. Và ở mặt sau ta sẽ sử dụng cái hàng móc đầu tiên của cái phần viền á. Ta sẽ sử dụng các cái khoảng trống giữa mũi móc này và ta sẽ cài nút vào đây. Cài lại hai bên ở đũng quần. Như vậy là mình vừa hướng dẫn được cái phần thân bỉm phía dưới. Và cái phần thân bỉm này nó cũng tạo được hai cái ống chân ở phía dưới nè. Đây, hai cái ống chân này vừa với cái phần chân của bé đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cách móc cái phần thân yếm ở phía trên. Đối với phần thân yếm ở phía trên mình có chừa ra được một khoảng. Và từ hai điểm mà mình đánh dấu ở đây so với cái điểm hở ở mặt sau của yếm á, nó sẽ có cái khoảng cách bằng nhau nè. Đây, hai khoảng cách này nó sẽ bằng nhau. Và độ rộng của hai chân móc mà ta đánh dấu ở đây, nó sẽ có cái độ rộng vừa đủ để che được cái phần bụng của bé. Phần dây và phần thân yếm lên phía trên mình sẽ móc liền với nhau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách móc cái phần dây và cái phần thân phía trước. Các bạn cũng sử dụng cho mình màu len này. Tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Ta sẽ đâm kim vào cái chân móc mình đánh dấu đầu tiên ở đây. Tháo kim đánh dấu ra. Đâm kim vào đây, sau đó kéo nút mình vừa tạo qua chân móc. Móc lên hai mũi móc xích. Sau đó ta sẽ móc vào cái chân móc kế tiếp nè. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình một hạt bắp. Và hạt bắp này cũng tương tự, lấy len và đâm kim 5 lần cho mình vào cái chân móc này. Đâm kim lần thứ nhất. Lấy len và đâm kim lần thứ hai. Lấy len và đâm kim lần thứ ba. Tiếp tục đâm kim lần thứ tư. Lấy len và đâm kim lần thứ năm và cũng là lần cuối cùng. Sau đó kéo len qua 6 chân móc trên kim. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Kéo len qua hết chân móc trên kim. Ta tạo ra được hạt bắp đầu tiên của cái phần dây nè. Từ đây lên 2 mũi móc xích. Ở cái phần thân phía dưới các bạn sẽ tiến hành bỏ qua cho mình hai chân móc kế bên và móc vào cái chân móc thứ ba một hạt bắp tương tự. Móc vào đây một hạt bắp, cũng lấy len và đâm kim 5 lần vào cái chân móc thứ ba, chừa ra hai cái mũi móc ở đây và đâm kim 5 lần vào cái chân móc thứ ba này để tạo một hạt bắp thứ hai cho cái phần dây quai. Kéo len qua 6 chân móc trên kim. Móc lên một mũi móc xích. Như vậy là hàng móc đầu tiên của phần dây quai mình đã móc được hai hạt bắp nè. Và các cái hạt bắp này các bạn cũng dùng tay đẩy cho mình ra phía trước nha, để hạt bắp của mình nó được nổi hơn. Khoảng cách giữa hai hạt bắp nó sẽ cách nhau là hai mũi móc xích nè.
Từ đây tiếp tục bỏ qua chân kế bên và móc vào cái chân kế tiếp của cái phần thân phía dưới một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Ở đầu dây bên này các bạn cũng chừa ra cho mình 6 mũi móc nè. 6 mũi móc để mình tạo một phần dây quai tương tự nha. Ở 6 chân móc cuối cùng này, khi móc được các cái mũi kép đơn liên tiếp, các bạn tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích ở đây. Sau đó bỏ qua chân móc thứ 6 và móc vào chân móc thứ 5 một mũi hạt bắp. Cũng lấy len và đâm kim 5 lần vào chân móc. Sau đó kéo len qua 6 chân móc trên kim. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Bỏ qua chân móc thứ 4 và thứ 3 của cái phần thân phía dưới và móc vào chân móc thứ 2, móc vào đây cho mình một mũi hạt bắp. Kéo len qua 6 chân móc trên kim. Thì như vậy là mình cũng tạo ra được 2 hạt bắp tương tự. Tiếp tục móc vào cái chân móc cuối cùng mà ta đánh dấu ở đây nè, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Thì cái mũi kép đơn này nó cũng tương tự như cái mũi móc xích đầu tiên mà mình gây nên gần với cái hạt bắp này nè. Từ đây tiếp tục móc lên 4 mũi móc xích. 1 2 3 4, quay ngược đầu móc lại. Thì hai mũi móc xích đầu tiên ta sẽ làm là một mũi móc. Tiếp tục hai mũi móc xích kế bên sẽ là cái phần dây quai nè. Thì ta được hai mũi móc ở phần dây quai rồi. Mũi móc thứ ba của phần dây quai sẽ móc cho mình vào chính giữa của hai hạt bắp phía dưới. Móc vào đây một hạt bắp tương tự. Kéo lên qua 6 chân móc trên kim. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích nữa để được 5 mũi móc của phần dây quai. Đây, thì phần dây quai mình được 5 mũi móc như thế này. 2 mũi móc xích đầu tiên, mũi hạt bắp và 2 mũi móc xích ta vừa gây nên. Ở 2 mũi hạt bắp phía dưới cũng có 5 mũi móc nè. Mũi hạt bắp đầu tiên, 2 xích đầu, mũi hạt bắp thứ 2 và mũi xích thứ 3 thì nó cũng là 5 mũi móc nha. Tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc kế tiếp của cái phần thân phía trước này nè. Thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi ngoặt trong vào đây, vào cái thân chân móc này. Thì vì đây là cái mặt trái của yếm cho nên các bạn sẽ móc cho mình vào đây một mũi ngoặt trong trước. Ta đưa kim ra phía sau, sau đó đưa cái thân chân móc này xuống dưới kim và móc vào đây một mũi kép đơn. Thì cái điểm này nó sẽ giúp mình phân biệt được phần dây quai và cái phần thân phía trước nha. Đây, có cái điểm G như thế này. Bây giờ các bạn tiếp tục móc cho mình vào các cái chân móc của cái phần thân phía trước này nè. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Ở chân móc cuối cùng của thân yếm phía trước cũng móc cho mình một mũi ngoặt trong vào cái thân chân móc cuối cùng này. Cũng đưa cái thân chân móc này xuống dưới kim và móc vào đây một mũi kép đơn. Đây, ta cũng tạo được cái phần G để phân biệt được thân trước và cái sợi dây quai nè. Đây, có cái điểm G như thế này để phân biệt được. Ở hàng móc thứ hai của phần dây quai các bạn cũng làm tương tự cho mình. Cũng móc lên cho mình 5 mũi ở cái phần dây quai này. Mũi móc thứ nhất, mũi móc thứ hai, mũi móc thứ ba sẽ là mũi hạt bắp vào chính giữa của hai hạt bắp phía dưới. Móc vào đây một mũi hạt bắp. Kéo len qua hết chân móc trên kim. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích để tạo ra mũi móc thứ 4 và thứ 5 cho cái hàng thứ 2 của cái phần dây quai này.
Để kết thúc hàng móc thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái thân chân móc của mũi móc xích đầu tiên mà mình gây nên này nè. Móc cho mình vào cái khoảng trống của hai mũi móc xích này và mũi hạt bắp này. Móc vào đây một mũi kép đơn. Như vậy là mình hoàn tất được cái hàng móc thứ hai ở phần dây quai và cái phần thân yếm nè. Tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở những hạt móc của phần thân dưới, ta móc ở mặt phải của hàng móc nên cái hạt bắp của mình nó được nổi lên nè. Thì cái hàng móc ta vừa móc nó sẽ nằm ở mặt trái. Các bạn cũng tiến hành dùng tay đẩy cho mình cái phần hạt bắp này ra phía trước để cho hạt bắp của mình nó nổi lên nè. Đây, tất cả các cái hạt bắp đều đẩy cho mình từ trong ra ngoài để cho hạt bắp của mình nó nổi hơn nha. Hàng móc thứ ba của phần thân, các bạn sẽ móc cho mình hai hạt bắp ở phần dây quai. Móc vào cái khoảng trống hai mũi móc xích này nè, móc vào đây cho mình một mũi hạt bắp. Ta được mũi thứ nhất của phần dây quai, mũi thứ hai và thứ ba sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích. Sau đó mũi thứ tư sẽ móc cho mình một hạt bắp vào cái khoảng trống này. Mũi thứ năm móc lên một mũi móc xích. Để nối được phần dây quai này và cái phần thân, tiếp tục móc cho mình một mũi ngoặt ngoài vào cái thân chân móc kế bên này để mình tạo cho cái đường gân này nó lồi lên nè. Ta có thể phân biệt được phần dây quai và cái phần thân yếm phía trước. Tiếp tục móc vào các chân móc của phần thân phía trước, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc đến chân móc cuối cùng của phần thân yếm thì tiếp tục móc vào cái thân chân móc này một mũi ngoặt ngoài nữa để phân biệt. Đưa thân chân móc lên kim và móc vào đây một mũi kép đơn. Hàng móc thứ ba của phần dây quai đối diện cũng tương tự móc lên mũi móc xích đầu tiên. Mũi thứ hai sẽ móc một hạt bắp vào cái khoảng trống này. Mũi móc thứ ba và thứ tư lên hai mũi móc xích. Mũi móc thứ năm sẽ móc vào cái khoảng trống kế tiếp này một hạt bắp tương tự. Như vậy là mình cũng móc được 5 mũi móc cho cái hàng móc thứ ba của phần dây quai. Thì để thay thế cho hai mũi móc xích gây nên đầu tiên của cái phần hạt bắp bên này thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn và mũi kép đơn này ta sẽ móc vào cái chân móc thứ hai của 4 mũi móc xích đầu tiên mà ta gây nên nè. Móc vào chân móc thứ hai này một mũi kép đơn. Như vậy là mình vừa hoàn tất được cái hàng móc thứ ba và hàng thứ ba của cái phần dây quai nè. Từ đây tiếp tục lên 4 mũi móc xích. Thì hai mũi móc xích đầu tiên là một mũi móc và hai mũi kế tiếp sẽ là hai mũi móc của cái phần dây quai. Các bạn sẽ quay ngược đầu móc lại và tương tự móc cho mình vào chính giữa của hai hạt bắp phía dưới một mũi hạt bắp để ta được mũi móc thứ ba của phần dây quai. Và hàng móc này các bạn sẽ làm tương tự giống như hàng móc thứ hai ta vừa móc nha. Cũng móc vào đây một hạt bắp. Móc lên hai mũi móc xích.
và móc vào cái chân móc của cái phần thân này nè, móc vào chân móc đầu tiên của cái phần thân trước một mũi ngoặc trong để mình tạo cái phần G ở phía trước nó dài ra. Móc một mũi kép đơn vào đây. Ta tạo được hàng móc thứ tư của phần dây quai nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái chân móc ở phần thân. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì khi lên được nhiều hàng móc như vậy, cái phần G này nó sẽ rõ hơn nè. Và nó sẽ giúp mình phân biệt được đâu là phần dây quai và đâu là cái phần thân phía trước của yếm nha. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự, cũng móc cho mình xen kẽ giống như các cái hàng móc mà mình móc ở phía dưới á, tạo các cái sợi dây quai tương tự. Phần thân yếm thì mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, và các cái hàng móc ở phần dây quai sẽ móc xen kẽ cho mình một hàng hai hạt bắp và một hạt bắp nha. Móc cho đến khi chiều cao từ đũng quần lên cái hàng móc mà mình thêm cuối cùng á, nó sẽ đến cái phần cổ của bé thì các bạn ngưng. Ở đây mình đã lên thêm được nhiều hàng móc tương tự nè, xen kẽ một mũi hạt bắp và hai mũi hạt bắp cho cái phần dây quai này. Và cái phần G này nó đã có cái độ cao phân biệt được phần dây quai và phần thân trước nè. Bây giờ mình sẽ móc lên cái phần dây quai này để cài điều chỉnh ra phía sau á. Thì hàng móc cuối cùng của phần dây quai ở phần thân mình móc một mũi hạt bắp. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái hàng móc thứ hai là hai mũi hạt bắp. Khi lên hai mũi móc xích thì móc tiếp cho mình vào cái khoảng trống này một hạt bắp tương tự. Ta được mũi thứ nhất của hạt bắp, tiếp tục lên hai mũi móc xích và móc tiếp vào khoảng trống kế bên này, móc vào đây một mũi hạt bắp tương tự để được mũi thứ tư cho cái phần dây quai. Mũi thứ năm sẽ lên một mũi móc xích, sau đó tiếp tục móc cho mình vào cái thân chân móc ngoặt ngoài này một mũi ngoặt ngoài. Ta hoàn tất được hàng móc 2 mũi hạt bắp ở phần dây quai. Tiếp tục lên hàng móc tiếp theo sẽ là một mũi hạt bắp. Móc lên 4 mũi móc xích. Hàng móc 1 hạt bắp cũng làm tương tự giống như cái phần thân phía dưới. Cũng quay ngược đầu móc lại và móc vào khoảng trống giữa hai hạt bắp phía dưới này, móc vào đây một mũi hạt bắp. Mũi thứ tư và thứ năm lên hai mũi móc xích, móc vào khoảng trống của hai mũi móc xích này và mũi hạt bắp này, móc vào đây một mũi kép đơn để kết thúc hàng. Ta hoàn tất được hàng móc tiếp theo của phần dây quai. Tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Khi hoàn tất được hàng móc một hạt bắp thì tiếp tục lên cho mình hàng móc hai hạt bắp. Và hàng móc hai hạt bắp này nó sẽ tương tự như cái hàng móc ở phía dưới. Các bạn cũng làm xen kẽ cho mình các cái hàng móc tiếp theo tương tự như hàng móc mà ta vừa móc á. Móc cho đến khi cái phần dây quai này vừa đủ độ dài để kéo xuống cái phần thắt lưng này nè. Móc thêm nhiều hàng móc tương tự. Sau khi đã móc được sợi dây quai có đủ độ dài để kéo xuống phần thắt lưng, móc xen kẽ một hàng hai hạt bắp và một hạt bắp. Thì cái phần dây quai còn lại các bạn cũng làm tương tự cho mình, cũng móc xen kẽ một hàng hai hạt bắp và một hạt bắp nha. Ở mặt sau của bỉm móc cho mình thêm một sợi dây, sau đó luồn vào cái hàng móc đầu tiên của phần thắt lưng nè, luồn xen kẽ vào các cái mũi móc này, sau đó cài điều chỉnh ở mặt sau cho vừa với cái phần thắt lưng của bé. May cho mình thêm hai hạt nút ở đây, thì hai hạt nút này các bạn sẽ sử dụng cho mình size lớn để mình có thể cài vào các cái khoảng trống của những cái sợi dây quai này nè. Các cái khoảng trống này nó có cái độ rộng á, nên các bạn sẽ sử dụng cho mình cái hạt nút to nha, để cho cái phần dây quai này nó không có bị tuột. Ta sẽ cài vào chính giữa của hai hạt bắp nè.
Thì cái phần dây quai phía sau này các bạn cũng có thể đan chéo cũng được nha, cho cái phần thắt lưng mình nó thêm xinh xắn hơn. Và cái phần cột dây này nó sẽ nằm ở chính giữa của cái khoảng trống mà ta chừa ra nè. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu yếm cho bé hạt bắp như thế này. Chúc các bạn thành công!